Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng với Tuệ Tâm Giác Ngộ trong video ngày hôm nay. Thân chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi Tuệ Tâm Giác Ngộ mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tại Nhật Bản có một người phụ nữ tên là Masako Mizutani, được mệnh danh là người phụ nữ trẻ mãi không già của Nhật Bản. Bởi vì dù đã 55 tuổi nhưng cô trông lúc nào cũng trẻ trung xinh đẹp, da dẻ thì trắng trẻo, xinh xắn, mịn màng, đứng cạnh con gái mà người khác cứ ngỡ là hai chị em. Video ngày hôm nay thì sẽ tiết lộ tới quý vị và các bạn những bí quyết tuyệt vời giúp cho người phụ nữ này luôn giữ được nét đẹp tuổi thanh xuân của mình. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Phụ nữ Nhật U60 nhưng vẫn trẻ trung như tuổi đôi mươi, tiết lộ 5 bí quyết thần kỳ. Kính chào quý cô bác và chị em đang theo dõi video của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và chị em thân mến, tại Nhật có một người phụ nữ tên Masako Mizutani, được mệnh danh là người phụ nữ trẻ mãi không già của Nhật Bản. Dù sinh năm 1968 và đã là mẹ hai con, Masako Mizutani vẫn khiến người khác phải trầm trồ khi mỗi lần cô xuất hiện trên truyền thông, bởi vì dù đã 55 tuổi nhưng cô trông lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo, mịn màng, đứng cạnh con gái mà người khác cứ ngỡ là hai chị em. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc và sức khỏe, người mẹ hai con này cho biết đó chỉ là nhờ vào 5 thói quen sinh hoạt cực kỳ khoa học mà lại đơn giản sau đây. 1. Ngủ đủ giấc, dậy sớm. Masako Mizutani có thói quen đi ngủ sớm vào 9 giờ tối và thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Cô luôn giữ nguyên tắc ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, và chính việc ngủ đủ giấc này đã giúp cô giảm cân hiệu quả, giữ gìn được vóc dáng, sức khỏe và tránh được sự xuất hiện của nếp nhăn trên khuôn mặt. Thói quen ngủ đủ giấc có thể giúp da dẻ mịn màng, ít nếp nhăn, thực ra là do collagen và elastin là những chất giúp da săn chắc, đàn hồi và mịn màng sẽ được sản xuất trong quá trình cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ. Trái lại, nếu ngủ không đủ giấc, cơ thể sẽ sản xuất cortisol, một hormone stress khiến da trở nên khô sạm và xuất hiện nếp nhăn trước tuổi. Ngoài nhan sắc, sức khỏe thể chất và tinh thần tổng quát cũng được cải thiện rất nhiều khi cơ thể được nghỉ ngơi hoàn toàn trong giấc ngủ sâu và đủ dài. Theo Hiệp hội về giấc ngủ quốc gia Mỹ, ngủ đủ giấc mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giúp cơ thể tránh rơi vào trạng thái mệt mỏi, giữ tinh thần luôn tỉnh táo, sảng khoái, cải thiện tâm trạng, tăng cường trí nhớ, bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và nâng cao chất lượng cuộc sống. 2. Ăn uống lành mạnh. Chính chế độ ăn khoa học, lành mạnh đã giúp cho cô Mizutani giữ gìn được vóc dáng thon gọn, không chút mỡ thừa. Cụ thể, hàng ngày, cô đều ăn các loại thực phẩm tươi sống, chủ yếu là rau củ, trái cây và các loại ngũ cốc nguyên hạt, cũng như các loại hạt ít calo nhưng giàu dinh dưỡng như óc chó, hạt lanh. Theo nghiên cứu của Tổ chức Dinh dưỡng Mỹ, thói quen ăn khoảng 300g đến 400g rau xanh mỗi ngày sẽ đảm bảo cơ thể có đủ chất dinh dưỡng, đồng thời giúp giảm cân hiệu quả và giúp làn da trở nên mịn màng hơn. Bên cạnh đó, các loại ngũ cốc nguyên hạt cũng như các loại hạt còn có tác dụng ngăn ngừa oxy hóa tế bào, từ đó làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra còn giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe tim mạch và mạch máu một cách hiệu quả. Đặc biệt, chế độ ăn trên của cô Mizutani trên thực tế đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc một số loại bệnh ung thư và bệnh mãn tính. 3. Uống nhiều nước. Cơ thể con người luôn cần đảm bảo đủ nước để duy trì sự sống. Nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ chất độc hại, đảm bảo sự hoạt động của các cơ quan quan trọng như thận, gan, hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, để giảm cân và làm đẹp thì nước cũng là yếu tố không thể thiếu. Điển hình, duy trì thói quen uống nước trước bữa ăn 30 phút có thể giúp chúng ta giảm cảm giác thèm ăn, tránh ăn nhiều trong bữa chính. Khi nước đi vào cơ thể, da cũng được duy trì độ ẩm, giảm tình trạng khô da, nứt nẻ và mụn trứng cá, cũng như giúp giảm nếp nhăn vô cùng hiệu quả. Đó cũng là lý do mà cô Masako Mizutani luôn duy trì thói quen uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Ngoài nước lọc, cô còn uống trà xanh để bổ sung chất chống oxy hóa, ngăn chặn tác hại của các gốc tự do, giúp làn da ít nếp nhăn và trẻ trung lâu hơn. 4. Tập thể dục mỗi ngày. Cô Masako Mizutani cho rằng để có một vóc dáng khỏe khoắn, cân đối thì ăn kiêng là chưa đủ mà còn cần chăm chỉ luyện tập thể dục hàng ngày. Do đó, cô thường dành ít nhất 30 phút để đi bộ mỗi ngày,
và chính việc này cũng giúp cô lưu thông khí huyết, săn chắc cơ, tiết mồ hôi, đào thải độc tố, từ đó da dẻ cũng trở nên hồng hào, khỏe mạnh hơn. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, thói quen tập thể dục hàng ngày có khả năng giúp phòng ngừa bệnh tật và cải thiện sức khỏe tinh thần, bởi vì trong quá trình tập luyện, cơ thể sẽ sản xuất ra hormone endorphin có tác dụng làm giảm stress và cải thiện tâm trạng. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở nên vui vẻ, yêu đời hơn. Sự vui tươi, trạng thái tâm lý tích cực cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích khác cho con người trong cuộc sống. Phụ nữ bước vào tuổi trung niên thường xuất hiện tình trạng mỡ thừa và da chảy xệ, mà lười vận động chính là một thói quen xấu kéo theo hàng loạt vấn đề sức khỏe và nhan sắc khác. Do đó, Masako khuyên các chị em phụ nữ đều nên chăm chỉ tập thể dục để đạt được cùng lúc hai mục tiêu, đó là khỏe và đẹp. 5. Chăm sóc da rất kỹ. Ở độ tuổi 55, Masako Mizutani vẫn giữ được làn da căng mịn, sáng không tì vết. Bí quyết của điều này là từ khi còn rất trẻ thì cô đã chú ý đến việc chăm sóc da. Hầu hết, loại kem dưỡng da mà cô dùng đều có chứa vitamin C bởi đây là thành phần có khả năng làm sáng và chống oxy hóa cho da rất hiệu quả. Vitamin C còn giúp trung hòa các gốc tự do, làm giảm nếp nhăn, mờ nám và sẹo. Bên cạnh đó, cô Mizutani cũng thường sử dụng các sản phẩm có chứa vitamin E để da luôn mềm và căng mịn. Ngoài ra, cô Masako Mizutani còn có thói quen đắp mặt nạ mỗi tối. Đối với loại mặt nạ thì cô thường chọn dòng làm trắng, massage đều cả mặt và cổ để phần da cổ không bị chảy xệ hay quá khác biệt so với da mặt. Một việc nữa không thể thiếu trong khâu chăm sóc da của cô Mizutani đó là sử dụng kem chống nắng. Để bảo vệ làn da, cô Mizutani sẽ luôn dùng kem chống nắng kể cả khi ở trong nhà và không đi ra ngoài trời. Vâng, thưa các cô bác, anh chị và các bạn, theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi đã 40 tuổi thì phụ nữ cần nghỉ ngơi và chăm sóc cơ thể nhiều hơn bởi sức khỏe đã bước sang ngưỡng mới, không còn nhiều năng lượng như trước nữa. Đây là độ tuổi thấy rõ sự suy giảm của nội tiết tố nữ khiến làn da, cơ thể xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa. Vì vậy khi ngấp nghé tuổi 40, phụ nữ hãy bổ sung ngay một món ăn, hai món uống và thêm 3 điều sau đây để luôn khỏe mạnh, trẻ trung và xinh đẹp nhé. Một món nên ăn, hai nước nên uống, ba điều nên làm giúp phụ nữ khỏe mạnh hồi xuân. Kính thưa quý cô bác và các chị em thân mến, 40 là độ tuổi mà cơ thể phụ nữ có nhiều biến động về tâm sinh lý, đặc biệt là sự suy giảm nội tiết tố nữ estrogen. Lúc này, sức khỏe cũng trở nên yếu hơn, dễ mắc bệnh tật, cơ thể, làn da thì cũng xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi đã 40 tuổi thì chị em cần nghỉ ngơi và chăm sóc cơ thể nhiều hơn bởi sức khỏe đã bước sang ngưỡng mới, không còn nhiều năng lượng như trước. Nếu đã hoặc đang đặt chân đến ngưỡng U40, cô bác và chị em nhất định phải duy trì thói quen sinh hoạt tốt, thường xuyên bổ sung một món ăn, hai món uống và làm thêm 3 điều sau đây để có thể khỏe mạnh, trẻ trung, xinh đẹp một cách tự nhiên và lâu dài nhất nhé. Một thứ nên ăn, cá hồi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng protein và đạm trong các loại thịt đỏ rất nhiều nhưng nó lại gây hại cho sức khỏe về lâu dài. Thế nên, thay vì ăn các loại thịt bò, thịt bê, cô bác và chị em có thể lựa chọn ăn các loại cá, đặc biệt là cá hồi bởi vì nó có chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Cụ thể, cá hồi có chứa rất nhiều protein, axit béo omega 3 có tác dụng bảo vệ mắt, chống khô mắt, sáng mắt, tăng cường trí nhớ, chống oxy hóa và giúp da căng mịn, trẻ trung hơn. Bên cạnh đó, hàm lượng kali cao trong cá hồi cũng có khả năng giúp chúng ta ngăn ngừa bệnh tim mạch, làm tăng khả năng trao đổi chất, đồng thời giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tuyến giáp. Đặc biệt, cá hồi tự nhiên chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn, tốt cho sức khỏe hơn, còn cá hồi nuôi tuy ít chất dinh dưỡng nhưng vẫn có những chất bổ dưỡng rất cần thiết đối với cơ thể. Hai thứ phụ nữ nên uống bao gồm sữa và trà xanh. 1. Sữa. Các nghiên cứu cho thấy rằng bắt đầu từ tuổi 30, các cơ bắp của chúng ta sẽ mất dần độ săn chắc. Trong khi đó, thói quen uống sữa lại có thể giúp chúng ta đảo ngược xu hướng này, tức là giúp cơ bắp săn chắc cũng như giúp xương khớp khỏe mạnh hơn. Trên thực tế, không chỉ tốt cho sự tăng trưởng của cơ bắp và xương mà thói quen uống sữa còn giúp chúng ta điều chỉnh lượng đường trong máu và chữa lành các vết thương.
và tốt nhất để bổ sung nguồn vitamin và khoáng chất bị thiếu hụt mà vẫn an toàn cho sức khỏe thì các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta mỗi ngày nên uống khoảng 3 ly sữa tươi là đủ. 2. Trà xanh. Trà xanh là loại thức uống rất giàu chất chống oxy hóa, có khả năng chống lão hóa và giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn. Ngoài ra, có nhiều nghiên cứu khác nhau còn kết luận rằng những người thường xuyên tiêu thụ trà xanh sẽ giảm được nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu, huyết áp và thậm chí là ung thư. Tuy nhiên, người bình thường chỉ nên uống từ 2 đến 3 tách trà xanh mỗi ngày. Nếu lạm dụng quá nhiều trà xanh, khoảng trên 10 tách một ngày thì sẽ gây nên tình trạng mất ngủ, người mệt mỏi, tim đập nhanh. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng thời điểm lý tưởng uống trà xanh là vào buổi sáng bởi vì nó sẽ giúp chúng ta tỉnh táo và tăng năng suất làm việc hơn đáng kể. Bên cạnh việc uống nước trà xanh, cô bác và chị em cũng có thể làm mặt nạ trà xanh bằng cách trộn bột trà xanh với nước. Cách này tuy đơn giản nhưng lại rất có ích cho làn da, giúp cho làn da của chị em trở nên tươi mới và căng mịn hơn. 3 điều chị em nên làm: tập thể dục, chăm sóc da, kiểm soát căng thẳng. 1. Kiểm soát căng thẳng. Căng thẳng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn khiến chúng ta ngày càng già đi. Bởi vì việc căng thẳng trong thời gian dài có thể gây ra sự gia tăng cortisol là một chất làm phá vỡ collagen, mà collagen lại là chất có khả năng tái tạo da, giúp da dẻo dai và khỏe mạnh. Thế nên, cô bác và chị em muốn bản thân trẻ trung, xinh đẹp thì chúng ta buộc lòng phải cố gắng kiểm soát cảm xúc, tránh để bản thân bị căng thẳng quá mức và quá lâu. 2. Chăm sóc da nhiều hơn. Bước sang độ tuổi 30 là thời điểm da của chúng ta bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa rõ rệt, ví dụ như giảm độ đàn hồi, da khô ráp, dễ bị mẩn ngứa, lỗ chân lông to. Nếu không được chăm sóc đúng cách và kịp thời, làn da sẽ khó tránh khỏi nguy cơ bị sạm, nám, tàn nhang và xuất hiện các nếp nhăn. Bởi vậy, các chuyên gia da liễu đều khuyên mọi người nên chăm sóc da kỹ lưỡng ngay từ khi còn trẻ để chống lão hóa sớm, thay vì đợi đến khi có dấu hiệu lão hóa mới bắt đầu chăm da. Và những thói quen dưỡng da cơ bản hàng ngày như tẩy trang, rửa mặt, tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ, dưỡng ẩm, bôi kem chống nắng có vai trò rất lớn trong việc giữ gìn nhan sắc và kéo dài sự trẻ trung cho các chị em phụ nữ chúng ta. 3. Tập thể dục. Chăm chỉ tập thể dục là thói quen lành mạnh mà bất kỳ ai cũng nên theo đuổi. Việc tập luyện thể dục không chỉ giúp giảm cân, săn chắc cơ bắp, giúp xương khớp dẻo dai mà còn cải thiện tâm trạng và sức khỏe tổng thể nói chung. Tập thể dục cũng có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của tế bào. Khi tập thể dục, hormone endorphin sẽ được giải phóng và những hormone này sẽ làm cho cô bác và chị em cảm thấy hạnh phúc và trông trẻ trung hơn. Hơn nữa, nghiên cứu còn cho thấy chỉ cần bỏ ra 10 phút mỗi ngày để tập luyện, chúng ta có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer tới tận 40%. Vậy là video hôm nay của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ đã cung cấp cho cô bác và chị em khá nhiều kiến thức bổ ích về chế độ dinh dưỡng cũng như bí quyết để cải thiện da dẻ, vóc dáng, nhan sắc và cả sức khỏe. Hy vọng rằng thông qua video này, cô bác và chị em có thể học được nhiều phương pháp tăng cường sức khỏe hơn nữa, cũng như biết cách chăm sóc cho bản thân và gia đình hiệu quả hơn. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác và chị em ở những video lần sau.